ưu điểm này, Duy sẽ nói ưu điểm luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ so sánh trực tiếp xem tiếng ống xả của ai hay hơn. Theo là Duy muốn nói tới cái phần ống xả đi. Phần ống xả của Winner X ý, thì được làm to và ngắn. Đây. Cái tiếng ống xả của Winner X này cũng hay hơn. Đây, các bạn sẽ quay tiếp sang cái ống xả của Yamaha Exciter nhé. Thường thì các anh em mua Yamaha Exciter về thì đa phần là đều nâng cấp cái ống xả của mình để có thể cho những cái thứ âm thanh nó phấn khích, nó yêu hơn mỗi lần mà chúng ta tăng ga. Phần ống xả này thì được thiết kế dài các bạn ạ. Đây, thiết kế dài, nó không quá to, nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với cả những cái mẫu xe số thông thường thôi. Bây giờ thì Duy sẽ thử cái tiếng ống xả cho các bạn nghe rõ hơn nhé. Đây. Chiếc xe này ấy, thì khi mà các bạn nghe tiếng găng ti thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái động cơ cũng như là cái ống xả và cả cái chiếc xe này cũng đã được vận hành kha khá rồi. Thế cho nên là nó không còn cái độ tròn và cái sự chắc nữa. Các bạn có thể nghe. Ôi, ưu điểm này. Duy sẽ nói ưu điểm luôn. Thứ nhất là cái cụm ống xả, cái phần ống xả của Exciter ấy, thì là cái đầu xả ra ấy, được bẻ ra một đoạn và được làm hạ thấp xuống phía dưới, khiến cho cái luồng khí xả nó thải đẩy ra bên ngoài, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều tới những cái người tham gia giao thông ở trên đường khi mà chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ. Và cái tiếng ống xả này thì các bạn cũng có thể nghe rất là rõ rồi đấy, nó không được uy lực, nó chưa được hay. Rồi, bây giờ thì quay sang với cả Winner X nào. Winner X thì sao? Winner X thì Duy cũng đã gửi tới các bạn cái video test cái tiếng ống xả rồi, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ so sánh trực tiếp xem tiếng ống xả của ai hay hơn. Rồi, đứng ở đây là cảm nhận thấy ngay những cái luồng khí xả nó đẩy vào mặt. Đúng không? Đấy, các bạn có thể thấy cái tiếng ống xả của Winner X nghe nó lực hơn, chắc chắn là như vậy. Cái lực đẩy ra nó cũng khác đấy các bạn ạ. Mạnh mà. Rồi, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ...